À, chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm, không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có, nói gì cũng đúng đâu. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi được rồi, được. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận VNG. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt? Dạ em làm là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy? Tính em tính nó hơi trầm tính, nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn ha. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị. Tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Ừ, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có khơi khơi. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Ta bỏ tới cái gì, bỏ ăn luôn chứ đừng chi bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt, em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á, thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó đúng được rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt, hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? À, mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại. Chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu. Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi được rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa, sao em gì cũng rưỡi rưỡi cho vậy? Tuổi chung gần mà tình cũng rưỡi ha. Em quen cũng khá là trẻ, đến 20, chắc gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cắt lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á, thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn. Thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không? Ừ. Rồi. Tại mấy mối tình? Chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi nha. Do em tại sao? Em vô tâm. Em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc, chăm sóc. Mà chỉ vô tâm quá thì con gái ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào? Em cũng không đòi hỏi gì ca, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Thôi cái đó dễ, còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè. Bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ công việc của em thì làm hành chính đấy chị.
xét nghiệm mà, lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con cái hút thuốc. Con gái nào hút thuốc? Ông hút thuốc. Em hút được để con gái hút thuốc. Em không có hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào? Dạ em thích cái người cao ráo một tí, rắn rỏi, có da có thịt, trần tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt mình biết lãng mạn rồi. Ít nói, ít nói với người khác nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Dạ, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói thì có, nhưng vô tâm đã có. Bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Em cằn nhằn hoài bảo lắm. Ít vô nói thôi. Thích gì họ tính toán, họ chia ly nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải kháng một tí. Ăn mặc thì sạch sẽ, gọn gàng. Chứ cũng đừng có điệu đà chảy chuốt quá. Mà cũng đừng có lôi thôi lượn thượn quá. Yêu thương động vật, yêu thương con nít đó. Đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích một con đi. Thích con gì đi. Thích con mèo. Không, em bị dị ứng với lông mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên này không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta vẫn thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ em không ghét. Không có ghét. À bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích. Thích gì? Là thích con gà, là thích con gà, là thích con gà. Ô, thích con gà. Ôi mừng quá. Coi chừng nó thích, tôi thích con gà là thích ăn thịt gà ấy nha. Không, dạ, ngày xưa em cũng mê chơi gà. Nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Tóm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy anh nói rồi. Nhưng mà quan trọng á, vẫn là do người phụ nữ hết. Lỗi thì do đàn ông rồi đó. Nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok. Lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi. Trên núi à. Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong cái một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có, em nghĩ quyết định đó là đúng đó, thứ dạ. Coi như là mình rất là ký quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn nó đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Không, mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc rồi nè. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được? Không có việc gì thì chắc tháng em xuống được hai lần. Tháng xuống còn 2 nếu lần. Mà tháng tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống một lần có thể gặp được. Vậy cũng được, tuần một tháng được hai lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới rồi em. Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm, một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng còn mua được nhà. Rồi rồi, vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé bé xinh xinh, lãng mạn ha. Ngôi nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào trắng. Hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu, em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok.
hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Rồi, xin cảm ơn ạ. Chào đi với ai? Em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp với em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong cái cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chứ của Minh này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn. Xin chào anh. Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em là xin lỗi. Mình có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại em. Cảm ơn anh. Mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn với bó hoa đó về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Nhưng em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng sức mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi, chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống diễn viên Hứa Mỹ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em? Bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau. Thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á, là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè. Con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái. Rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống. Mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa. Dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Yeah. Nắm tay cổ. Muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì. Cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ, có. Thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào. Nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Xin lỗi vì em không bấm nút. Không phải em chê gì anh hết, nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Là em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích
chàng trai và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là... vậy luôn. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn mời em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Đình Tuấn Phong, năm nay con 25 tuổi. Con sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9. Rồi, mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến MC Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ. Giống MC quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ, nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ. Và em mong là lúc đi hết mình lúc về có bồ ạ. Lúc đi hết mình lúc về có bồ, lúc đi hết mình lúc về có bồ. Ồ, nói nghe nè, mới có 21 tuổi thôi mà làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Dạ là tại vì á kiểu như em cũng ế lâu rồi á. Làm 21 ế lâu. Không, kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em. Và những cái em là em nói thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Nhưng mà em không hiểu tại sao á nhiều người em quen á lại đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á, nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á. Ok. Rồi bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái tao biết đi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của con là chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng Anh cũng con cũng khá tốt. Rồi còn điểm yếu của con thì nói chung là cũng còn hơi lề mề thì nhiều khi cũng hơi nóng tính, nhưng mà bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi. Trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội luôn. Thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình, tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con đã bị đột quỵ, và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á, huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường. Thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á, huyết áp của mẹ con rất là ổn định, là coi như là 606 tập của chương trình mình là nhà con là coi như là coi đầy đủ hết cả. Ồ vậy hả, trời. Em nói đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Cái đó là bị gì? Ở đùi phải. Nhưng cô mà... gái xinh đẹp vậy, vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả, có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình, mối dài nhất là nhiêu? Dạ mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy, mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là
sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi, nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em đúng, dạ, đúng. Không? Dạ, đúng. Ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn zin không? Phải hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tình? Thì làm sao tôi biết được, có chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được? Cho nên phải hỏi. Con phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nè, sao nè? Em còn không? Dạ còn. Đó. Ôi. Xin lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học. Nhưng mà không ngờ là bạn làm cả vừa làm sale cho căn hộ mà vừa cả làm nghề diễn viên tự do nữa. Thì con thấy bạn là một người rất là năng động. Phụ nữ thì hiện đại bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy. Thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình. Cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái phải như thế nào? Trong yêu cầu thì con có ghi là cao trên 1m55. Nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99-2000 thì càng tốt. Còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được. Dạ. Sinh năm nhiêu? Con sinh năm 99. 21 tuổi đó. Dạ. Thì năng động hoạt bát. Và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con. Như vậy là đủ. Giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè? Cao 1m75. Tóc tai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Bên đây người ta đủ hết trơn á. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết rồi. Biết hát nữa. Biết hát không? Thì nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng Anh. Anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì, nhưng bây giờ anh sẽ hát bài Beautiful in White. Oh, really? Trời hay vậy. Sao hay vậy? Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found a one and my life has found its missing piece. You look so beautiful in white tonight. Rồi tonight luôn má. Em đi với ai vậy? Dạ con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của con. Có ba mẹ nữa ha. Con xin chào cô chú. Cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được. Anh chị ở đây ạ. Chuẩn tết về con đi. Tôi xin chào MC Quyền Linh. Tài năng. Chào chị Hồng Vân. Xinh đẹp. Xin nhận vé xét về cháu gái bên này. Thì cháu rất là dễ thương, rất là xinh xắn, lanh lợi. Nhờ ông Mai bà mối cũng tạo cho hai cháu một cơ hội. Nếu mà được thì mình bấm nút hẹn hò. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhà con dâu vậy vui lắm á. Còn em đi với ai nè? Dạ em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Chào xin chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Xin được nói đôi lời. Yến Nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi, rất là dễ thương và là xinh đẹp. Về nội tâm thì một người sống rất tình cảm. Còn riêng nhận xét về em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm. Theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi trên nhau. Theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp. Nhưng mà xét cho cùng thì có luật bù trừ. Và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một cặp đôi thật là lý tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Được rồi, bây giờ thôi để hai đứa nó gặp nhau đi. Rồi cái duyên có rồi, còn phận tự hai đứa nó quyết ha. Rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp nhau đi. Chào em, hôm nay đến đây anh có món quà tặng em. Chúc em lúc nào xinh đẹp như đó ha. Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây. Tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Em gặp anh em có cảm nhận gì không? Em thấy anh dễ thương. Cao ráo. Đẹp trai, công việc cũng ổn định. Mà nói chung là hơi cũng giống em. Anh kiểu như tóc là cũng thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng. Biết keo. Em thích.
Anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động. Anh cũng thích những người như vậy, để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn. Quy luật bù trừ mà anh. Em thì năng động, còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể nó sẽ ok hơn. Là hai người đều hài hước với nhau. Hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên. Thật ra thì anh cũng năng động lắm, cũng chơi thể thao nhiều á. Nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn. Không biết là em có nhiều bạn không? Dạ em rất là nhiều anh. Và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm một cái sinh nhật. Tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em, là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật. Năm nay là năm 21 tuổi của em. Tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người yêu bao giờ. Vậy thì quá vinh hạnh cho anh. Cảm ơn em. Em ở Đồng Nai, còn anh ở Sài Gòn. Là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ? Thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi. Còn chuyện khoảng cách không quan trọng. Anh có chiều chuộng bạn gái không? Anh nghĩ chắc là có, tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Không chiều cũng được đâu cưng ơi, cô này khá tính lắm luôn á. Em suy nghĩ là bây giờ thì nói vậy thôi chứ quen xong rồi ai biết như thế nào. Vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu. That's right. Có bấm không? Thôi luôn. Chắc chắn là anh sẽ bấm rồi, anh không biết em sao thôi. Hôm nay em đến chương trình anh, em cũng muốn hát tặng cho anh một bài rap. Em sẽ hát bài đó là bài Mượn Đồ Tỏ Tình. Dạ, đứng lên cho nó không khí đi. Coi như tiền cảnh đúng rồi. Đứng lên rồi, hỗ trợ luôn. Hậu cảnh ông Linh mặt ngăn. Tập trung, diễn viên mà ha. Action. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À, cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đẹp phải nổ. Anh nữa. Tiền cách nhìn như vậy phải hưởng ứng theo. Vậy thì bây giờ anh sẽ định em chỉ nó luôn đi, chỉ luôn đi. Chỉ theo em luôn nha. Ừ, chỉ luôn đi. Vậy theo em được. Rồi rồi. Vậy hả? Rồi rồi lại nha. Ô, sự chú ý của lẽ lên phải nổ. Đúng rồi, lại. Là đúng rồi. Rồi rồi lại nha, một lần nữa sụt nha. Chuyên nghiệp thật. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên người có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng phê. Hey, anh ăn tối chưa nhờ? Nếu sợ thì làm một ly. Em chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình dạy dục đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ. Trời ơi. Nếu mình không rung động, đừng bấm. Để nút bấm đó cho người khác bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm chưa? Rồi, đó. Người ta bấm lâu lắm rồi, chờ em thôi, em nhìn em gì không vậy? Biết, em cần gì biết và bấm hay không thôi. Nhưng mà có rung động thiệt không? Dạ có chứ, tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền. Đẹp trai mà. Với lại công việc cũng ổn định, hợp gu với em nữa. Hợp gu đúng không? Dạ. Có má ngồi như... Được không má? Tay đi. Nắm tay. Rồi, bây giờ làm một cái thủ tục làm nụ hôn đầu tiên. Thôi giờ mình... Con xin phép chú và mọi người, con xin phép được không? Lại liền, không lại liền nhi. Trời cưng hết sức. Chúc mừng các bạn. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc dạ. Cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta. Chết rồi. Nè nói nghe nè, tôi Linh đeo vòng cặp đó. Đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Xin mời nhà gái. Wow. Wow. Trời ơi. Cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Trời. Dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn nam có mặt ở bên kia.
Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1, quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng. Ồ, rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu hờ, hờ y nen. Hờ hen ghê. Dạ, ai cũng nói vậy hết trơn cô. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thành An, hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ, lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Dạ, yoga tập á. À, yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa, sao thầy yoga mà cục hơi bị yếu quá vậy cưng? An. Hơi yếu nhưng sức khỏe cục mạnh. Cục hơn mình phải, cục hơi mình phải bật ra. Phải có nội lực không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu là đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình? Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. À, ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. À, vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. À, dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh? À, điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. À, cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính á. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn lên mắt con. Lên rồi hét lớn lên không có hét đâu cô trợn xong hát. Rồi sau đó nó rụi lại à vậy hả. Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa 60 ký. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Là con người cũng rất là khỏe ha. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cổ có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cổ mới nói là bồ cũ của cổ. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu với anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói không, cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Đúng em rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn chỉ, hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là em có đẹp vậy nè mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được, nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải bắt tình cái tần số qua, thôi chứ chưa có chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? Chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu.
Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dị dặn phải không anh? Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, có. Trời, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn quá, ra là săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy cả luôn đúng không? Với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy. Ủa là có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi phải dày. Nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mọng, đánh son bóng á. Dày mọng xong là lâu lâu nhấc mép lên vậy nè. Đó. Không được. Môi sexy. Môi bể. Nói chứ. Sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái môi nó bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó, dạ. Gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi ừ. Hàng chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì bôi môi sexy. Ờ. Mắc cười quá. Tôi phải là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Dạ. Bạn bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết môi sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. Em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. Anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai em đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha, đẹp, dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi okay, ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. Chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đoán được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Ồ, oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. Thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Thí. Rồi, đây thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng, này cũng như là thay lời ông nói thì gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? Cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời quà tặng anh MC Quyền Linh. Chà chà. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho Quyền. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi. Nè, nói nghe nè, tôi Linh đeo vòng cặp đó đi, đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi.
Có là đeo. Cảm nghĩ về như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á. À, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là tiếp được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm, nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái anh đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm, nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được cuộc nói chuyện, hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á, thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng thế, trầm tính giống như mình, nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính. Tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó thừ lừ là không được ha. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy lo lắng mà về nấu vấn đề ăn đó? Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á, nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhau ngon hay dở đó là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên, ngày nào cũng bắt hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử số luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn kia, bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ. Tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có đâu phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không cần nách với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai, em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy á thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. Thì em cũng muốn gặp người như vậy. Anh có món quà gì, tiết mục chân nghệ gì tặng cho em không? Bây giờ thì em hát nói chuyện bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương. Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái chanh nghèo. Về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba để em đó. Chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Em xin phép cái bài Mắc Cười hay Trường Quay. Dạ em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tư xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho anh nhung nhớ. Nắng không trang hòa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói.
mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ tức là hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước. Rồi sau đó mới phát sinh tình cảm. Chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự. Thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói. Chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ nhưng mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây, chồng ở đây này, em là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách, và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Rồi em cảm ơn chương trình. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Rồi em cảm ơn chương trình ạ. 10 giây cuối cùng. Và Văn Quý sẽ là người thực hiện. Kêu Việt Nam, dân Việt Nam, chúng ta sẽ bước vào trận đá lượt về. Tại chúng ta mới đá lượt đi thôi anh, tại vì kỳ... Điều thứ hai quan trọng nhất á, là mông to, là mông to, là mông to. Cái gì to? Mông. Anh Quyền Linh xem giùm em cái mông có to. Đồ ăn thì anh có thể cung cấp cho em hoài, thì em nếu mà em không nấu ăn được thì anh qua nhà anh nấu cho em luôn cũng được. Dạ, em cảm ơn. Mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi cưng. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào và em bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Yến? Dạ, quê em ở Tiền Giang. Mời bạn trai giới thiệu. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường. Trời, giọng hai người này giống nhau quá ha. Và chào bạn gái ở bên kia. Em xin giới thiệu, tên em là Trần Kim Hưng. Năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là kỹ sư phần mềm về mảng điện thoại di động, tức là viết phần mềm trên điện thoại di động. Em cũng có kinh doanh thêm, tức là mình tự mình mở công ty riêng, mình cũng làm về phần mềm luôn. Và mình cũng có kinh doanh một cái mảng ăn uống nữa. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ. Biết là làm kỹ sư phần mềm thì nó rất là khô khan, tức là mấy anh lập trình thì tối ngày mấy ảnh đối mặt với cái máy thôi. Rất là khô khan, là có nhiều người là nói là cứ đóng cái khu lại nhốt nó, giống như mấy con thú ở trong chổng thì nó tự nó làm, đừng có động vô, tại vì đôi khi mình suy nghĩ á, nó stress nặng mà đụng vô thì nó cắn. Đôi khi em cũng có như vậy, cái đó là cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà cái ưu điểm ở bên ngoài thì em cũng có rất là nhiều tài lẻ để bù lại, thì mình thấy mình cũng có năng khiếu hài hước, cho nên em đi thi Việt Nam Idol mấy lần em rớt. Được. Yeah. Đâu em có tài lẻ gì em thể hiện vài tài lẻ nghe thật coi thử coi. Đôi khi em coi đá banh á, với bạn bè thì em có thể bình luận, cái mấy bạn em nói ồ vậy thôi mày lên mày thấy cái mấy ông bình luận đó luôn đi. Rồi. Rồi bây giờ anh mướn nè. Dạ. Đội tuyển Việt Nam đá với Philippines. Hiện thì
đội tuyển Việt Nam đang vào những phút 88, gần 89 của trận đấu rồi, thì Việt Nam đang bị Philippines dẫn 1-0. Và chúng ta rất là, và chúng ta cũng rất là nhiều khán giả đang rất là nóng lòng, kể cả MC Quyền Linh ngồi bên đây kế bên tôi, mà bây giờ anh Quyền Linh cũng đang rất là trâu mày đấu mặt với tôi. Thật sự là rất là khó khăn, và Việt Nam đang mong một cái lứa U như thế này, lần này là chúng ta sẽ đoạt cúp. Vào rồi. Công Phượng đã ghi một bàn thắng rất là tuyệt vời. Em nói nhiều quá cho nên em không bình luận kịp luôn. Công Phượng sút quay quá sai, tỷ số là 1-0 rồi. Bây giờ đá vô rồi. Bây giờ bóng đang dẫn lên. Bình phù 2 phút bù giờ luôn, 2 phút bù giờ cho trận đấu. Và bây giờ em bây giờ em sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ em không có nói chuyện về cầu thủ nữa, mà em nói về ông Bắc Hang-seo đi. Ông Bắc Hang-seo đang đứng ở ngoài và tất cả các cổ động viên của Việt Nam bây giờ đã đứng ngứng lên. Bây giờ chúng ta có đồng hồ phạt góc và phạt góc này sẽ như thế nào? Anh Đức là người chuyên gia đánh đầu của Việt Nam. Còn 30 giây nữa rồi. Đội Việt Nam đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng với cái pha đá phạt góc này. Hầu như là bây giờ chúng ta đứng lên 20 giây cuối cùng rồi. Bây giờ có tranh cãi nhau trong tay đôi trong cái sân đó rồi. Trọng tài cho đá lại quả phạt góc. Anh rồi, đá 10 giây cuối cùng. Và Văn Quý sẽ là người thực hiện. Kêu Việt Nam, chúng ta sẽ bước vào trận đá lượt về. Tại chúng ta mới đá lượt đi thôi anh. Tại vì kỳ này AFF của chúng ta đá 2 lượt đi lẫn lượt về. Thôi nha, 2-1. Dạ, coi như ăn 2-1 rồi. Không chơi có nhà là chúng ta lợi thế rồi. Dạ. Đó hết rồi đó, đã banh xong rồi đó. Dạ, em đã xong hết trận rồi chị. Hay quá. Em ơi, bạn gái về rồi. Tôi nó mê bóng đá là không có về được. Bạn ơi, để hỏi đi, hỏi nha. Đi, hỏi bạn đi, ơi, hỏi bạn đi. Có mê bóng đá không bạn? Dạ có, em cũng hay đi xem đống bóng đá à. Ngoài bóng đá ra thì em còn thích cái gì nữa? Dạ em thích võ thuật em ạ. Sao em thấy nguy hiểm quá. À, võ nào vậy bạn? Dạ em học judo và jiu-jitsu à. Chết rồi. Mấy người bình luận xàm hay ăn võ lắm á. Dạ cho nên em nghe rõ là em đổ mồ hôi rồi đó chị. Rồi thôi được rồi, bây giờ rồi. Bên đây có tài rồi. Bên kia giới thiệu một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là em biết tiếng Anh, tiếng Hoa. Em rất là thích kinh doanh. Và khi mà nghe anh bên cạnh nói thì em cảm thấy rất là vào cái hình mẫu của mình. Hợp ha. Dạ. Rồi điểm yếu của mình. Và điểm yếu của em là em nấu ăn không có ngon. Với lại em rất là dễ khóc khi mà thấy cái gì mà khổ là mình rớt nước mắt. Vậy còn tình trường mình thì sao? Dạ, tình trường của em có 2 mối tình vào thời sinh viên. Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Em ở không 1 năm rồi. Lý do sao? Tại sao 2 mối tình trước mà mình chia tay? Mối tình gần đây nhất là em định hướng làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà anh ấy làm việc ở Tiền Giang, cho nên hai người dừng lại. Trời đất ơi, chỉ có chút xíu thôi mà Sài dừng Gòn, lại vậy đó. Tiền Giang có một tí teo hà. Tình yêu chưa có đủ lớn nó vậy đó, gặp đúng người rồi ở đâu cũng theo hết trơn á. Rồi, tình trường của em thì em được 3 mối tình. Mối tình ở sinh viên là nhiều. Rồi. Cũng có một mối tình giống bạn đó là yêu xa, cho nên là sao mà cách lòng thì không quen nhau nữa. Xa là ở đâu? Ở Cần Thơ là anh. Vĩnh Long qua Cần Thơ mà chia tay luôn hả? Không, mà lúc đó em học ở thành phố luôn chị. Được rồi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là thứ nhất là cao, khoảng 1m65. Cái điều thứ hai quan trọng nhất á là mông to. Cái gì to? Mông. Anh Quyền Linh xem giùm em cái mông có to. Nhưng tại sao lại em thích mông to? Tại vì em theo cái nghiên cứu của Nga thì những người mông to thì rất là chung thủy. Có không? Có à. Rồi. Được. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Rất là thích kinh doanh cho nên em cũng muốn bạn trai cũng rất là thích kinh doanh giống mình. Rồi, anh thấy cũng ổn đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích người bạn trai nói tục chửi thề, hút thuốc. Có chửi thề không? Dạ, em ghét cái đó lắm. À. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ, em không hút thuốc, cũng không có rượu bia, tức là không có nhậu nhẹt, bê tha. Bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì nói chung em bạn gái thì khoảng 1m55, đa phần em thích về cái tính cách cá tính hơn nhiều hơn là về cái mẫu ngoại hình bên ngoài. Nhưng mà có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái là sao ta? Nó hơi nhõng nhẽo nhiều quá. Bây giờ chừng nào được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm đến 2 năm nữa. Nhưng mà em đã sẵn sàng có được cái gì, chuẩn bị gì chưa? Hiện thì em có đến năm 2000 cuối 2019 thì cái căn chung cư họ sẽ hoàn tất cho em. Dạ, tức là đã mua trước rồi. Như vậy là cũng có kế hoạch, có nhà, có cửa riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Được rồi đó, thấy cơ bản là cũng ổn á. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Dạ, hôm nay em đi cùng mẹ, anh hai và đồng nghiệp của em ạ. Rồi, cho chị gặp mẹ em.
Dạ, em chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Ngọc Yến thì biết quan tâm chăm sóc gia đình, là biết quan tâm mọi người xung quanh. Còn nhận xét cháu trai bên này thì thấy cháu cũng vui vẻ, cũng hoạt bát và cũng có công việc ổn định. Thấy hai đứa cũng có nhiều điểm tương đồng. Mẹ cũng mong hai con cho nhau cơ hội tìm hiểu ha. Rồi, bạn trai hôm nay đi với ai? À, dạ em đi hôm nay đi với anh trai của em ạ. Rồi, chào em. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả và bạn gái đây ạ. Theo anh thấy thì nãy giờ hai đứa chia sẻ về quan điểm sống và những cái mục tiêu sống thì hai đứa cảm thấy rất là gọi là hợp thì vẫn hợp và gọi là có những cái quy tắc nó bù trừ lẫn nhau ấy. Thì có thể là tương trợ tốt nhau trong cuộc sống sau này. Còn về cá tính và ngoại hình thì anh thấy rất là xem nhau ấy. Người dân gian gọi là như thế ta, có tướng, có gương mặt phu thê đấy. Thì cũng mong hai đứa cho nhau một cái cơ hội là tìm hiểu trước. Còn cái chuyện hôn nhân là cái chuyện sau này không ai biết được. Vâng, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, kéo rào lên cho đôi trẻ gặp nhau nha. Mở rào. Rồi. Anh tặng em món quà này. Cái món này là gia đình anh cũng đang làm. Mà nói chung là yêu nhau qua đường bao tử thì nó an toàn hơn, đúng không? Chứ còn bông hoa này nọ thì nó tàn. Còn đồ ăn thì anh có thể cung cấp cho em hoài. Thì em nếu mà em không nấu ăn được thì anh qua nhà anh nấu cho em luôn cũng được. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em có món quà tặng anh. Anh đợi em một chút. Đây là cái quyển sách Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Em rất là thích nghiên cứu về hôn nhân gia đình. Em mong muốn là sau này mình có một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Rồi, có cái mông nó to được chưa? Đủ chưa? Đủ chừng chắc quên luôn rồi chị ơi. Xoay vòng cho bạn gái coi coi, giấu giếm gì đó. Bây giờ mông không to nhưng mà kinh doanh tốt như vậy là được rồi à. Em cũng phải học hỏi anh rất là nhiều à. Ngồi đi tâm sự, ngồi tâm sự. Em nhận xét cho anh như thế nào trước đi. Cảm nhận anh rất là lanh lợi. Kinh doanh giỏi là một điều rất là em rất là thích. Khi hẹn hò thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Em làm ở quận mấy nhỉ? Dạ em làm ở quận nhất ạ. Quận nhất à? Nếu mà một tuần thì có thể anh gặp em 7 lần trong một tuần luôn cũng được. Tại vì anh đi làm khoảng 6-7 giờ thì anh ra, thì có thể đi ăn rồi đi về. Còn em thì có sẵn sàng thời gian đó hay không hay là... Dạ có, em thường rảnh vào buổi tối. Tại vì công việc của em thì ban ngày. Các bạn quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi bớt lửa thì mấy đời cơm khê. Thì nó phải chan hòa như vậy. Thì em nghĩ cái người em cần về cá tính nhiều hơn. Dạ, về quan điểm tình yêu của em thì thứ nhất là phải có trách nhiệm với gia đình. Thứ hai là phải có cái tính chung thủy. Cái thứ ba là phải có hiếu với gia đình. Với em thì gia đình phải là hàng đầu. Giờ em ra em biểu diễn võ thuật cái cho anh coi. Anh làm chị nhức đầu quá. Em đấy em. Ủa có em này em làm phụ mẫu luôn hả chị? Có chứ, quýnh võ phải có bạn chứ. Dạ cãi rồi. Giờ anh nắm tay em đi. Nắm tay nào em? Nắm tay này đi. Đấy. Khi mà người ta nắm tay mình như thế này dắt mình đi, mình sẽ có cách. Bên đây là mình không thể nào. Mình cứ dằn coi là sẽ thua nè. Tốt nhất cần giật cái là ra, không có dùng vậy. Giật cái cho té cái làm của em. Ví dụ như cái anh đó tấn tới hãm hại sao? Tấn tới hãm hại thì mình có những cái gọi là nơi điểm yếu, nhất là hai bên đây. Chấn thủy, hạ bộ. Hạ bộ đâu? Bây giờ em tấn công. Dạ, em phải tấn công người ta, người ta mới tấn công, người ta phản kháng được. Em nhào vô coi. Em phải biết tấn công theo hướng nào nữa em chị. Em muốn coi như là mình thấy cái đẹp mình sáp vô mình tấn công đi. Bây giờ anh phải làm gì em chứ? Ờ làm gì đi, làm gì? Không có làm gì sao người ta phản kháng được? Vô đó. Vô đó. 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 Được rồi. Thôi được rồi, được rồi. Rồi. Thử chút thôi. Làm quá cái lỡ tay, lỡ chân cái mệt luôn, không bấm nút luôn à. Tóm lại là có những cái giây phút cũng vui ha. Nhưng mà anh nghĩ rằng qua giây phút đó thì các bạn cũng hiểu nhau phần nào đó cùng với ý kiến của người thân. Bây giờ mình nhắm mắt lại đi. Mình kiểm tra con tim của mình có cùng chung nhịp đập hay không nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mẹ. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau nào. Rồi nắm tay nhau. Hợp lý ha.
Không, rất là dễ thương luôn á. Xin phép mẹ với anh đi. À, em cần xin phép bác với anh cho con hùng em á. Rồi. Không, phải xin em ơi cho anh hùng nha. Dạ. Yeah. À, đúng rồi. Để không ai bị quánh anh. À, ví dụ đó đó.